hiền nhỉ? Tính gọi ở tính. Thì là nó đỡ ngứa hơn này. Ừ. Nhưng mà cứ vuốt đỏ cổ thôi gì, còn ở tay cô thấy bắt đầu thâm rồi đây này đúng không? Ừ. Đúng không? Chỗ này là thâm hết rồi này. Đúng không? Đây là cái vết cũ, từ cái lúc mới thì nó không lên nữa, đây vết mới thì được rồi dùng ấy. Thì nó vẫn là vết này ạ. Ừ. Thế cái chỗ này thì là có rát không? Không cô. Nó thỉnh thoảng nó ngứa ấy ạ. Có một chút. Thế là nó ngứa không? Cao cho xem phía trên có không? Tự cảm nhận thì cái vết này thì cháu thấy nó không dày, nó không bị sù lên chứ ạ, thì nó kiểu là mỗi lần nó lên nó mỏng thôi ạ, thì nó không bị thêm nhiều lúc nữa. Ừ, cái này cũng cũ này, nóng hoặc dày nóng nóng lên là nó. Cái này là mới chứ, cái nốt này là nốt mới này, nó đang thâm trở lại. Còn cái nốt này của cháu mới là cũ này. Đúng không? Nhưng chỗ này nó bắt đầu ở đây có hiện tượng thâm này, cái này là nốt mới này. Đúng không? Cái nốt này cũng là mới mà nó thâm, cái này là cũ. Đấy. Có nghĩa là thầy vớt giày thì đi rồi đúng không? Cho tôi xem cái lưng này. Kiểu lưng thì không được nhiều lắm cô. Rồi, cô cảm giác như thuốc bôi không được bằng chân tay. Cô mua cái gì cô ra đi. Cổ
những cái vùng nào mà nó đỏ nhiều mà nó rát đi, mà nó có chính nước này này thì này nó sẽ rõ nước hơn một chút. Làm sao? Mình kiểm nước bỏ đi còn trên người nữa thì còn chút tay thì sao lắm rồi không? Còn cái chỗ nào nó chảy ra nước chút thì nó dễ rát đi. Làm sao không? Cái này thì nó không chảy nước đâu. Thế vẫn cứ bình thường, nhưng mà nó không chảy nước ra nhá. Thế một chỗ cổ nó ra mỏng thì nó lại mỏng. Ta rõ ra cổ một chút, một chút, một chút cho mình cổ nhé. Còn người thì mình thì mình thường cũng trước có bị ở trên da đầu không? Có. Mùa đông thì nhiều, mùa chuyện nó ít hơn. Một tháng thì mình không trở lại thì không được. Có cái dùng gấp như đỏ, không còn đỏ, không cần thêm nhiều. Thì mình trên trán, trên trán rất là tốt. Đấy, tiêm nước thâm như thế là nó sẽ ổn, nó sẽ bay dần. Nó cứ tiếp tục lao thì nó sẽ bay dần với vết thâm ấy. Nó sẽ trở lại đây. Cả cái mũi cũng bị đấy, trở mọng nó trong mũi bị cái đấy. Đồ tanh, thịt gà, thịt có thêm rượu bia là tuyệt đối nhá. Em sẽ không uống. Ừ, như con gái cũng không phải ngại lắm. Con trai thì mua chúng về. Ừ, về thì khó hơn nhá, các bạn đến cho xem nào.